Thúy Quyên và Đào Duy mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, danh dự không phải là thứ để đùa cợt. Câu chuyện đòi bồi thường danh dự 1.000 tỷ mà chương trình 24 giờ chuyển động đề cập trong những ngày qua, theo chúng tôi ghi nhận là vẫn chưa hết nóng, với rất nhiều bình luận trái chiều về vụ kiện này. Và câu chuyện này sẽ được chúng tôi tiếp tục chia sẻ, bàn luận trong ít phút tới cùng với sự hiện diện của một khách mời đặc biệt. Nhưng trước hết, như thường lệ, kính mời quý vị cùng đến với phần điểm tin chính sau đây. Lâm Đồng phát hiện F1 tráo người để trốn cách ly tập trung. Chuyên mục nóng trên mặt báo, 1.000 tỷ và câu chuyện văn hóa ứng xử. Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản khống chế được các ổ dịch. Trúng 1 triệu đô la Mỹ nhờ tiêm vaccine Covid-19. Ngày 7 tháng 6, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện F1 nhờ người đi thay thế để trốn cách ly tập trung, khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Trước đó, 21 giờ đêm 2 tháng 6, khu cách ly tập trung Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận ông Đặng Ngọc Dê, tên viết tắt 51 tuổi, và Nguyễn Văn N, tên viết tắt 30 tuổi, vào cách ly tập trung vì đây là trường hợp F1 của bệnh nhân COVID-19. Đến ngày 4 tháng 6, Ban điều hành rà soát thông tin cá nhân, khai báo y tế của các trường hợp vào cách ly, thì phát hiện có thêm ông Trần Đức Dê, tên viết tắt 39 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, đang cách ly. Trong khi đó, lại thiếu ông Đặng Ngọc Dê, người đang thuộc diện cách ly bắt buộc. Ông Trần Đức Dê được phát hiện đi cách ly thay cho ông Đặng Ngọc Dê. Sự việc được thông báo đến Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt. Đến chiều 4 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương đã bàn giao ông Đặng Ngọc Dê cho khu cách ly để cách ly tập trung theo đúng quyết định đã ban hành trước đó, đồng thời bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với trường hợp đi cách ly thay là ông Trần Đức Dê. Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã giao thanh tra Sở Y tế phối hợp Ban điều hành khu cách ly làm việc với người này để có biện pháp xử lý sau khi ông Dê hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày. Cũng trong ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết 3 đối tượng có hành vi trồng, mua bán cần sa trái phép đã được đơn vị ra lệnh tạm giữ để củng cố hồ sơ xử lý. Trước đó, tối ngày 4 tháng 6, phát hiện hai thanh niên là Nguyễn Văn Nghĩa 21 tuổi, Phạm Công Quý 28 tuổi, điều khiển xe máy chở theo một thùng xốp khả nghi đi từ xã Tà Nung hướng lên thành phố Đà Lạt. Các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu hai người này về trụ sở công an để làm rõ. Tại đây, qua kiểm tra bên trong thùng xốp có 3,4 kg cành, lá cây cần sa. Bước đầu Quý và Nghĩa khai nhận do biết Phan Tiến Dũng 34 tuổi, ngụ khu Chi Lăng 1, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà có trồng cây cần sa nên đã đặt mua 3,4 kg với giá 6,5 triệu đồng, dự định mang lên thành phố Đà Lạt bán lại với giá 8 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Dũng, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà lồng kính có 20 cây cần sa tươi Dũng đang trồng, có cây cao tới 3 mét, trong kho có nhiều cành lá cây cần sa đã được sấy khô. Dũng khai nhận trồng cần sa từ đầu năm 2021 để bán, tổng số cần sa mà lực lượng công an thu được trong vụ việc này là 35 kg. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn vừa phối hợp với Công an quận 7 vây bắt nhóm đua xe trái phép trên địa bàn. Đang tổ chức so kè, nhóm quái xế đã bị Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn phát hiện vây bắt. Nhóm này bỏ chạy tán loạn vào các hẻm nhỏ nhưng vẫn không thoát. Trước đó khoảng 23 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6, hàng chục thanh niên chạy xe máy vào đường D6, phường Tân Phong, quận 7, tổ chức thành từng nhóm từ 2 đến 4 xe. Các xe này đều được các quái xế thay đổi kết cấu, nẹt bô gây náo loạn khu dân cư. Hàng chục thanh niên khác đứng bên ngoài treo hò, cổ vũ để đua xe. Nhóm này chạy một đoạn khoảng 100 m rồi quay lại vị trí xuất phát. Nhận tin báo, đội Cảnh sát Giao thông Nam Sài Gòn đã phối hợp với Công an quận 7 tổ chức vây bắt nhóm đối tượng. Cảnh sát chốt chặn dưới cầu Ông Lớn và hai đầu đường D1. Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm quái xế lái xe tốc độ cao bỏ chạy vào các con hẻm, một số khác vứt xe bỏ chạy. Cảnh sát giao thông bắt được 7 thanh niên từ 18 đến 25 tuổi, thu giữ 17 xe máy cùng nhóm thanh niên khác đã bỏ chạy. Thưa quý vị, trong chuyên mục nóng trên mặt báo của chương trình 24 giờ chuyển động số ngày 3 tháng 6 năm 2021, chúng tôi đã có chia sẻ câu chuyện về nữ doanh nhân Lê Thị Giàu của Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây kiện bà Nguyễn Phương Hằng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đại Nam đòi bồi thường danh dự uy tín 1.000 tỷ đồng. Và cho đến thời điểm này thì câu chuyện về việc đòi bồi thường danh dự của bà Lê Thị Giàu vẫn đang được dư luận quan tâm và gây nhiều tranh cãi. Và thưa quý vị, theo Đào Duy thấy trên fanpage của Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh thì video với tựa là "Danh dự không phải là thứ để đùa cợt" về câu chuyện trên vào lúc này đã nhận được là hơn 14.000 lượt thích, hơn 3.000 lượt bình luận và hơn 1,3 triệu lượt xem. Và những con số này cho thấy rằng sự quan tâm của dư luận về chủ đề đòi bồi thường danh dự này là lớn như thế nào. Thế nhưng câu chuyện này lại gây nhiều tranh cãi với những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Bình luận của Hà Ngọc: "Mình ủng hộ luật pháp Việt Nam". Bình luận của Lily: "Cứ nói kiện là phải bồi thường hay sao? Pháp luật nghiêm minh, phân giải rõ ràng, đâu có chuyện đòi bao nhiêu là có bấy nhiêu. Nói thế thì ai chả đòi được, tham thì thầm đó". Bình luận của Minh Văn Minh: "Phát ngôn bậy bạ, không có chứng cứ, ảnh hưởng đến một doanh nghiệp của người ta, trong đó bao nhiêu con người phải đi làm kiếm sống. Nói bậy như vậy thì khác gì doanh nghiệp họ phá sản à? Doanh nhân gì mà nói lung tung vậy? Như vậy là hãm hại người khác rồi. Chỉ mong sao pháp luật xử lý nghiêm minh những lời nói bậy bạ đó, phạt thật nặng để làm gương cho người khác". Bình luận của Hoa Sen Trắng: "Nếu quyền đơn chứng minh được thiệt hại 1.000 tỷ đồng trong 60 ngày, thời gian bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm là có cơ sở, thì phải chứng minh được tổng thu nhập trong một ngày là bao nhiêu, ít nhất phải gấp đôi số bị thiệt hại, và hàng tháng đã đóng đủ thuế cho nhà nước chưa hay là trốn thuế. Một tháng thu nhập 1.000 tỷ đồng thì từ khi đăng ký kinh doanh đến nay đã nộp đúng và đủ thuế theo luật thuế chưa? Chưa đúng, chưa đủ thì phải truy vào thu ngân sách nhà nước". Bình luận của Nhật Quỳnh: "Nếu ai cũng mang lên mạng để chửi bới và thoá mạ nhau thì xã hội Việt Nam sẽ loạn mất. Dù sao đất nước mình cũng có pháp lý mà. Tốt nhất tránh hết sức kéo nhau lên mạng làm ảnh hưởng đất nước, nhất là thời điểm đang cùng nhau chung tay chống dịch". Bình luận của Minh Thư Đặng: "Nếu sản phẩm của bà Giàu tốt thì không sợ những lời thị phi. Pháp luật Việt Nam không phải để bà Giàu điều khiển mà muốn đòi tỷ nọ kia nhé". Bình luận của Gương Lê: "Cảm ơn Đài Truyền hình Tây Ninh đã quan tâm đến vấn đề danh dự. Để trong xã hội, mọi người phải biết tôn trọng quyền lợi và danh dự của người khác. Tôi nghĩ danh dự cũng không thể tính bằng tiền hay vật chất nào cả, vì tiền cũng không mua được danh dự". Vâng, như quý vị có thể thấy thì các bình luận vừa rồi của quý khán giả đều không thống nhất và có sự phân định rõ ràng. Thế nhưng tự chung lại thì thuộc về hai chiều khác nhau. Một bên hoàn toàn đồng tình với quyết định của nguyên đơn là bà Lê Thị Giàu và cho rằng cần chấp hành đúng quy định của pháp luật. Bên còn lại thì tập trung bảo vệ bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng với nhiều biện giải cho việc phát ngôn của bà Hằng đối với bà Giàu. Thế thì trong câu chuyện này, đúng sai như thế nào có lẽ là chưa thể phân định một sớm một chiều. Vậy thì để làm rõ câu chuyện này hơn về mặt pháp lý thì chương trình hôm nay có sự hiện diện của một vị khách mời đặc biệt giới thiệu đến tất cả quý vị, luật sư Lê Trung Phát đến từ Hãng luật Lê Trung Phát. Xin được chân thành cảm ơn luật sư đã sắp xếp thời gian và cùng đồng hành với chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Xin chào MC Đào Duy, xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thưa luật sư, chúng ta cũng đã từng có những cái trường hợp là họ sử dụng mạng xã hội để họ vu khống, họ lăng mạ, xúc phạm về cá nhân hoặc là tổ chức và đã có những cái xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy thì luật sư có thể chia sẻ rõ hơn về việc nếu như mà vu khống, xúc phạm danh dự hoặc là nhân phẩm của cá nhân tổ chức trên mạng xã hội thì sẽ bị xử lý như thế nào? Đối với cái câu hỏi của Đào Duy thì cũng xin được làm rõ như thế này. Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước là áp dụng cái việc xử phạt vi phạm hành chính là phạt cho các người có cái hành vi đã xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Còn riêng đối với cái người mà bị cho rằng cái người khác đã làm xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình thì trong cái trường hợp này người ta có hai cái quyền lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là người ta có thể tiến hành nộp đơn khởi kiện ra cơ quan tòa án cho một cái vụ kiện về dân sự để đòi bồi thường thiệt hại do danh dự nhân phẩm của mình bị xâm phạm. Lựa chọn thứ hai nữa là người ta có thể gửi đơn tố giác tội phạm lên cơ quan công an để nhằm điều tra xử lý theo cái tội danh, ví dụ như là cái tội vu khống hoặc là cái tội làm nhục người khác. Thì quay lại cái câu chuyện của người khởi kiện là bà Giàu và người bị kiện là bà Hằng, thì trong trường hợp này thì bà Giàu đang khởi kiện cái vụ án dân sự tại cơ quan tòa án để tiến hành đòi bồi thường thiệt hại, và cái yêu cầu bồi thường của bà Giàu trong trường hợp này là 1.000 tỷ. Thì như vậy bản thân theo quy định của pháp luật thì cái quyền để đưa ra cái yêu cầu khởi kiện là cái quyền của người nộp đơn khởi kiện. Thế nhưng cái người nộp đơn khởi kiện phải có cái nghĩa vụ đó là chứng minh cho cái yêu cầu khởi kiện của mình. Thì theo quy định của cái điều 592 của Bộ luật dân sự đó, thì trong trường hợp nếu như bà Giàu mà xem rằng là cái quyền lợi của mình bị xâm phạm thì lợi ích và quyền lợi của bà sẽ được pháp luật bảo vệ. Ví dụ như là bên gây ra thiệt hại sẽ phải bồi thường một cái khoản tiền để cho bà khắc phục lại những cái thiệt hại, những cái phần mà tổn thất trước đó. Cái thứ hai nữa là cái phần thu nhập thực tế bị mất. Thì ngoài cái khoản 1 của điều 592 có áp dụng thêm một cái phần nữa là cái phần bồi thường thiệt hại do cái tổn thất tinh thần bị mất. Thì như vậy nôm na rằng chúng ta có quyền yêu cầu, nhưng để yêu cầu đó có được pháp luật bảo vệ và chấp nhận bằng cái bản án của tòa án hay không thì lúc đó chúng ta phải chứng minh. Còn nếu như chúng ta không chứng minh được yêu cầu đó thì đây chỉ là một cái vụ kiện nằm trên giấy tờ và nó sẽ không được công nhận trên một bản án. Yeah. Như vậy chúng ta có thể thấy là tất cả mọi nguồn cơn nó từ cái việc được xem là quyền tự do ngôn luận. Mà cư dân mạng thì nói một câu cũng rất là hay, đó chính là người giàu nói gì cũng đúng. Tôi xin phép được hỏi luật sư là nếu như một mai nào đó luật sư rất là giàu, có vài ngàn tỷ trong tay, thì luật sư nghĩ là luật sư có tự do ngôn luận như thế này không ạ? Nếu như với cái câu hỏi của Đào Duy á, thì cho phép tôi được thoát ra khỏi cái vai trò của một luật sư mà tôi là một con người đi. Thì chúng ta phải nhớ một điều rằng là pháp luật đang bảo vệ con người, có nghĩa là bảo vệ cái công dân của cái đất nước người ta, chứ không bảo vệ một cái cá nhân đó đang hành một cái nghề gì, làm một cái nghề gì hay là một cái địa vị xã hội như thế nào. Để nói rằng là anh giàu thì anh có cái quyền lớn hơn so với anh nghèo. Hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy nên là bản thân trong cái việc mà chúng ta hành xử hàng ngày đó thì chúng ta cũng cần phải phân hóa ra. Khi nào chúng ta nhân danh với vai trò của một cái người gọi là một công dân của nước Việt Nam chẳng hạn thì chúng ta phải hành xử theo quy định của pháp luật. Còn khi nào tôi là một tổng giám đốc, tôi là một người đại diện của một doanh nghiệp quản lý hàng ngàn nhân viên của mình nói chuyện với vai trò một người quản lý của nhân viên của mình thì nó là câu chuyện khác. Như vậy thì khi mà chúng ta quan hệ ở xã hội thì chúng ta cần biết giữ chừng mực ở một cái mức độ vừa phải. Và như vậy thì bản thân mà nếu như tôi thành một người giàu thì bản thân cá nhân tôi, cái việc giàu có đó là cái việc của chính tôi thôi, đó là vật chất để phục vụ cho chính cái nhu cầu của tôi. Còn về mặt xã hội bình thường thì tôi cũng là một công dân giống như những bao công dân khác, thì khi mà chúng tôi thực hiện cái việc mà phát ngôn thì hiển nhiên tôi phải biết giữ chừng mực để cho làm theo đó đảm bảo được cái sự hài hòa của xã hội. Và cái quan trọng nhất là gì? Chúng ta tránh gây ra những các cái sự thù hằn hoặc là chúng ta đã kích nhau để làm cho cái xã hội này nó rối loạn hơn. Cảm ơn luật sư Lê Trung Phát và thưa tất cả quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đã được lắng nghe những thông tin, những chia sẻ của luật sư với những giải đáp về câu chuyện này. Và một lần nữa thì cảm ơn luật sư Lê Trung Phát đến từ hãng luật Lê Trung Phát ạ. Và thưa quý vị, rõ ràng mọi thứ đều có luật và được quy định rất rõ trong các văn bản luật, nhất là bộ luật hình sự. Tự do ngôn luận trong khuôn khổ quy định của pháp luật là tôn trọng mình, tôn trọng người khác và tôn trọng cả luật pháp. Một xã hội văn minh như là xã hội chúng ta đang sống sẽ tuyệt đối không ủng hộ và thậm chí là không cho phép lợi dụng sự tự do ngôn luận để mạt sát và vu khống nhau dưới bất kỳ hình thức nào hoặc là công cụ nào. Chúng ta cần phải tỉnh táo để chọn cho mình cách ứng xử phù hợp với nhau. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, sau khi công tác phòng chống dịch Covid-19 được kích hoạt lại ở mức cao nhất, đặc biệt là việc thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 5, thì đến nay thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản khoanh vùng khống chế ban đầu được các ổ dịch. Thông tin đáng mừng này được đưa ra từ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, sau một tuần thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, số ca bệnh phát hiện đã có dấu hiệu giảm dần, cơ bản khoanh vùng, truy vết hiệu quả các ca bệnh, hạn chế làm lây lan diện rộng. Lúc cao điểm dịch, thành phố ghi nhận 70 ca bệnh một ngày, hiện tại còn khoảng 20 đến 25 ca trong cộng đồng, còn lại các ca phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu phong tỏa. Nhận định dịch bệnh vẫn đang trong tầm kiểm soát và có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý hiện vẫn xuất hiện các ca bệnh không rõ nguồn gốc trong cộng đồng cùng với chuỗi lây nhiễm liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng còn diễn tiến phức tạp. Một số ổ dịch vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, đồng thời do xuất hiện cả biến chủng Ấn Độ và biến chủng Anh đã trải qua 4 năm chu kỳ lây nhiễm nên công tác kiểm soát dịch phải thần tốc, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa. Do đó, thành phố sẽ tận dụng triệt để 15 ngày giãn cách xã hội để chặn đứng đợt dịch này. Đặc biệt trong 9 ngày tới để khống chế dịch hoàn toàn. Từ đó, thành phố sẽ có những đánh giá tổng thể sau 15 ngày giãn cách, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong tình hình mới. Mới đây, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị này đã bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 NanoCovax. Dự kiến trong giai đoạn 3 thì đối tượng tiêm thử nghiệm sẽ mở rộng hơn tại các cơ sở trong nước với việc triển khai tiêm trên 13.000 tình nguyện viên. Cụ thể tại miền Bắc có Học viện Quân y tham gia, triển khai tại học viện này và tại tỉnh Hưng Yên. Khu vực phía Nam do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, dự kiến tiêm tại Long An và Tiền Giang. Hội đồng đạo đức chọn liều thấp nhất 25 microgram là liều tối ưu để tiêm cho các tình nguyện viên giai đoạn 3. Trước đó trong giai đoạn 2, cả ba nhóm liều 25 microgram, 50 microgram và 75 microgram đều sinh miễn dịch tương đương. Hiện tại sức khỏe của 556 tình nguyện viên tham gia giai đoạn 2 đều an toàn, không có trường hợp phải xử lý thuốc cấp cứu. Lượng kháng thể với virus SARS-CoV-2 của tất cả đều tăng. Trong giai đoạn 3, tác dụng của vaccine với biến thể của SARS-CoV-2 tìm thấy lần đầu tại Ấn Độ sẽ được nghiên cứu đánh giá. Nếu thuận lợi, đến cuối tháng 9, thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ hoàn tất. Tất cả các lô vaccine trước khi tiêm thử nghiệm đều chịu sự giám sát đánh giá chất lượng nghiêm ngặt của Bộ Y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là người đã tiêm thử nghiệm vaccine NanoCovax giai đoạn 2. Tiếp tục chương trình là những sự việc gây chú ý xảy ra trên thế giới. Thưa quý vị, trúng số độc đắc thì không có gì lạ, thế nhưng trúng số tiền lớn nhờ tiêm vaccine Covid-19 thì đó lại là chuyện chưa từng có. Và chuyện này vừa xảy ra ở nước Mỹ. Đây là Abigail Bungaki, nữ kỹ sư đến từ bang Ohio này đã trúng 1 triệu đô la Mỹ trong chương trình xổ số dành cho những người tiêm vaccine Covid-19. Bungaki cho biết là cô đã bị choáng ngợp trước giải thưởng bất ngờ này và khuyến khích nhiều người hơn đi tiêm phòng. Trong khi đó, Joseph Cotello, 14 tuổi, chụp ảnh với thống đốc bang Ohio Mike DeWine sau khi giành được học bổng toàn phần 4 năm tại bất kỳ trường đại học nào của bang. Thời gian đầu, nhiều người Mỹ đổ xô đi tiêm vaccine, tuy nhiên số lượng người đi tiêm đang giảm mỗi ngày bởi do dự trước các thông tin về biến chứng sau tiêm. Do đó, nhiều bang đã đưa ra hàng loạt ưu đãi để thuyết phục những người đang do dự. Sau Ohio, bang New York cũng sẽ tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng trị giá 5 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, cuộc sống của con người sẽ càng trở nên tiện lợi hơn nữa khi những bộ quần áo chúng ta mặc hàng ngày không cần phải giặt vì chúng có khả năng tự làm sạch. Điều này đang sắp trở thành hiện thực nhờ sáng chế của các nhà khoa học Nga. Các nhà khoa học tại Nga đang thử nghiệm các loại vải sợi có khả năng tự làm sạch bằng kỹ thuật phủ lên bề mặt sợi vải các hợp chất như oxit titan, oxit sắt, oxit bạc, oxit brom. Các hợp chất này được cho là có khả năng khử các chất bẩn vô cơ hoặc hữu cơ. Đặc biệt, một số hợp chất khi phủ lên sợi vải có thể tạo nên các màu sắc mới lạ đẹp mắt. Các nhà khoa học kỳ vọng loại vải sợi có khả năng tự làm sạch không chỉ được may quần áo mà còn được dùng trong các sản phẩm thể thao, khăn trải bàn, vải bọc nội thất. Chúng sẽ giúp người dùng hạn chế sử dụng máy giặt, từ đó tiết kiệm điện và nước. Hiện các nhà khoa học đang cải tiến quy trình kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe của người sử dụng. Liên tục chương trình, chuyên mục cà phê không đường, nguy cơ ùn ứ rác thải tại các khu cách ly. Tại Đồng Nai, chơi bên sông Buôn, hai trẻ đuối nước thương tâm. Chuyên mục chuyện ngày mới, tình người trong tâm dịch. Thưa quý vị, những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm bùng phát dịch Covid-19, khiến nhiều khu dân cư bị tạm thời phong tỏa. Hiện tại, việc thu gom và xử lý rác thải ở những khu vực này đang xuất hiện nhiều bất cập do chưa có sự thống nhất giữa các tổ chức và đơn vị liên quan, dẫn đến rác thải nguy hại không được xử lý theo đúng quy trình, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người dân sống ở khu vực đó. Ghi nhận phản ánh của cộng tác viên chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tập kết rác thải tại khu vực cách ly nằm trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đủ loại rác thải, từ rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, tất cả trộn lẫn với nhau không được phân loại chất thành đống. Do chưa có hướng dẫn xử lý nên nhiều ngày qua những đống rác như thế này tiềm ẩn nhiều nỗi lo. Ô nhiễm nè, giờ hôm mới đem ra mới nhờ mấy chú phường đội kêu rác vô đặng lấy nè, chứ mấy ngày nay rồi. Rác đâu vô được đâu. Cái này là trong cái hẻm cách ly. Tại vì cái đống rác nó bốc mùi khủng khiếp luôn mà. Tôi ăn mà tôi phải mở quạt, tôi phải đóng cửa lại hết á. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, rác thải sinh hoạt tại khu vực cách ly được xem là rác thải y tế nguy hại, nên những loại rác này cần được sớm thu gom xử lý, đồng thời cần được phun khử khuẩn và vận chuyển trên phương tiện khép kín nhằm tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh ra cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay, hệ thống dịch vụ thu gom là các công ty dịch vụ công ích quận, đơn vị thu gom rác dân lập, hầu hết đều chưa thể đáp ứng tiêu chuẩn. Và đến nay, thành phố vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị để thực hiện công tác thu gom xử lý tại những địa điểm này. Hiện nay thì ở hai cái khu phong tỏa đó, thì các đường dây rác dân lập không thể vào giống như những ngày sinh hoạt bình thường. Cho nên là rác những thời điểm này nó bị ùn ứ. Theo công ty môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, từ đợt dịch thứ tư bùng phát, mỗi ngày đơn vị phải thu gom và xử lý trung bình trên 42 tấn rác thải y tế và rác thải nguy hại từ các bệnh viện và các khu vực cách ly điều trị Covid-19. Vậy nên, nếu tiếp nhận xử lý thêm rác thải từ các quận huyện có khu vực bị phong tỏa, sẽ khiến hệ thống xử lý bị quá tải. Bên cạnh đó, giá thành để xử lý loại rác thải này cũng cao hơn rất nhiều so với giá thành xử lý rác thải sinh hoạt. Xử lý thì hiện nay là chúng ta đang vướng vì nếu như mà thành phố mà dùng yêu cầu là phải đốt thì chắc chắn là các nhà máy công ty không đủ tải, cho nên là tôi nghĩ là thành phố nên huy động thêm các đơn vị xử lý khác, hoặc là chọn một cái giải pháp khác để xử lý cái loại rác sinh hoạt ở những cái khu vực đó. Hiện tại các quận huyện đang rất lúng túng trong việc tìm giải pháp giải quyết xử lý rác thải ùn ứ từ các khu dân cư bị phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ động xử lý. Bên cạnh đó, người dân sống trong các khu vực giãn cách phong tỏa cũng cần chủ động ý thức trong việc phân loại chất thải của bản thân và gia đình mình, tránh để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, tối 7 tháng 6, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước trên sông Buôn khiến cho 2 trẻ tử vong. Nạn nhân được xác định là em Đặng Tiến TH, 10 tuổi quê ở Phú Thọ và em Nguyễn Thành S, 9 tuổi quê ở huyện Đồng Tháp, hiện đang ngụ tại phường Phước Tân. Cả hai em hiện là học sinh tại một trường tiểu học trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, 5 đứa trẻ, bao gồm có cả hai em, rủ nhau ra sông Buôn, đoạn thuộc tổ 7, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân để chơi. Trong lúc nhảy qua một khe nước, hai em không may rơi xuống sông Buôn và bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng tri hô, người dân gần đó đã lao xuống sông tìm kiếm, nhưng do mùa mưa, nước chảy xiết nên đã không vớt được các em. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng tại chỗ nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm dọc sông Buôn. Đến 15 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vớt được thi thể em TH đưa lên bờ. Sau 3 tiếng, thi thể của em S cũng được tìm thấy. Chính quyền địa phương đã vận động nhà hảo tâm được gần 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình hai em đưa về quê an táng. Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Bình Phước. Anh Trần Tuấn Anh, 21 tuổi, ngụ xã Long Tân, huyện Phú Riềng, được xác định là đã tử vong bên bờ suối sau khi đi chích cá bằng bình điện. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 7 tháng 6, một số người dân đi làm gần khu vực bờ suối ở thôn 7, xã Long Tân thì phát hiện một đôi dép và chiếc xe máy của nạn nhân trên bờ suối. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người dân gọi điện thông báo cho gia đình Tuấn Anh. Đến trưa cùng ngày, người nhà nạn nhân đi tìm kiếm thì phát hiện thi thể nạn nhân bên bờ suối. Trên người còn một bộ bình ắc quy và dụng cụ chích cá nằm dưới người. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đất. Bên cạnh là hai que chích cá nằm dưới người, bình ắc quy để trên lưng. Vị trí nạn nhân cách bờ suối khoảng 1,5 m. Theo người nhà nạn nhân, chiều 6 tháng 6, Trần Tuấn Anh điều khiển xe máy chở theo bình kích cá đến khu vực ao hồ ở thôn 7, xã Long Tân để chích cá. Tuy nhiên, đến sáng 7 tháng 6 không thấy về nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, cha mẹ hay có mong muốn cho trẻ biết đi sớm, và một trong những cách cha mẹ thường sử dụng từ trước đến nay là cho trẻ vào xe tròn tập đi. Điều này khiến cho nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng việc cho trẻ ngồi vào xe tròn có thể giúp cho trẻ tự tập đi nhanh hơn mà không bị té ngã. Thế nhưng nhiều vụ tai nạn gần đây liên quan đến xe tròn tập đi cho bé lại cho thấy vật dụng này cũng có thể gây nguy hiểm. Điển hình là vụ việc tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo như clip, cháu bé con của anh Ngô Hữu Hải đang ngồi trên xe tròn tập đi ở hiên nhà. Lúc đó anh Hải vừa đi công việc về tới cổng nhà. Lúc đầu đang mãi suy nghĩ việc khác nên anh không để ý thấy con gái mình đã tiến tới mép bậc tam cấp. Bất chợt cháu nhún chân, chiếc xe lao xuống bậc tam cấp gây tiếng động nên anh Hải mới vội chạy lại đỡ con. Phản ứng rất nhanh của anh Hải đã khiến cháu bé không bị chấn thương. Sau khi xem clip, bên cạnh việc chúc mừng gia đình và ngợi khen ông bố trẻ phản xạ nhanh, cộng đồng mạng cũng không quên lên tiếng chê trách về sự chủ quan của gia đình khi có con nhỏ và lên tiếng cảnh báo nguy hiểm từ những chiếc xe tròn tập đi. Vâng ạ, và để bé đi tự do với xe tròn tập đi trong nhà, dễ xảy ra va đập với các đồ vật gây đổ vỡ, nguy hiểm, vấp ngã, gây hậu quả khó lường. Và nếu gia đình bạn đang sử dụng một chiếc xe tròn tập đi cho con, thì tốt nhất chỉ nên cho con dùng khi có mặt người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ. Thưa quý vị, đã bước sang ngày thứ 8, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 15 ngày phải mất việc vì hoạt động bán vé số bị tạm ngưng trên toàn quốc. 15 ngày hạn chế ra đường khiến cho công việc, cuộc sống của người dân nơi đây bị đảo lộn. Đặc biệt với những người nhặt ve chai, xe ôm, bán vé số, trước vốn đã khó, nay lại càng khó khăn hơn. Và trong lúc người lao động, người bán vé số gặp muôn vàn khó khăn thì những tấm lòng thơm thảo đã xuất hiện, quyết không bỏ rơi một ai giữa cơn đại dịch. Người Sài Gòn luôn giang tay, ôm nhau vào lòng và dìu nhau đi qua hoạn nạn. Anh Nguyễn Thế Mỹ cùng mọi người trong gia đình đã chạy từ 6 giờ sáng nấu 500 suất cơm để người nghèo bán vé số, người chạy xe ôm có bữa cơm ngon miễn phí trong những ngày cả thành phố chung tay chống dịch Covid-19. Dịch bệnh khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, thu nhập giảm sút. Trong những ngày giãn cách xã hội, bên cạnh nỗi lo kinh tế, những người lao động còn có nỗi lo lớn về dịch bệnh. Là người có nhiều năm làm công việc thiện nguyện, anh Mỹ đã cùng các mạnh thường quân lên kế hoạch để nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày. Tôi thì mỗi ngày làm từ 300 tới 500 phần cơm, thì hôm nay là làm 500 phần. Thì công tác chuẩn bị là đó là từ sớm là 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa là bên anh sẽ phát. Cô kéo khởi khẩu trang lên, còn tôi đứng ngồi từ từ đi cô, đừng có đứng giật đó. Toàn bộ thành viên gia đình đã gác lại mọi công việc, cùng nhau dậy sớm đi chợ, mua đồ rồi nấu nướng. Cơm vừa chín là đóng hộp phát tận tay từng người dân. Để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội trong đợt dịch bệnh, chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ xuống hỗ trợ cho gia đình. Tụi tôi cũng chia giờ từ 10 giờ 10 rưỡi có sự hỗ trợ của trật tự hay là ủy ban phường, cho nên là cũng đảm bảo cái việc mà giãn cách xã hội và mọi người cũng đều phải đeo khẩu trang tuân theo thủ. Mọi người tới quán của tôi thì mọi người nhận một phần quà gồm một hộp cơm, một vài chai nước suối, một cái bánh ngọt, có khi là thay đổi mỗi ngày, có khi là bún hoặc là bánh hoặc là trái cây hay là sữa. Bà Nguyễn Thị Hoa có hơn 20 năm bán vé số quanh khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, quận 10, xúc động nhận bữa cơm miễn phí. Ấy là cô bán vé số đó là ép quá rồi, cô xin cô ăn cho đảo bữa thôi. Cô bán này cũng mấy chục năm đó rồi đó. Thôi chứ mà cô đây ít lắm. Người họ kêu bán vé số ra kia xin cơm ăn cho nó đảo bữa, cho bán ép quá. À dạ, có được cái gì? Bán ít lắm con. Bán ra cái giờ trăm tờ mấy mời cái hội ôm số nữa con. Cái hội ôm số nữa con. Tại vì giãn cách xã hội 15 ngày cho nên nó rất là vất vả cho những người theo chúng tôi. Thấy rất vui khi được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, rất là cảm ơn nhiều. Bên tôi thì diễn ra mỗi ngày và cũng xin hứa là khi nào tới khi nào tình hình hết dịch sẽ ngưng cái chương trình này. Vâng thưa quý vị, cơn bão Covid-19 quét qua thành phố Hồ Chí Minh đẩy cuộc sống của nhiều người vào cảnh khó khăn túng quẫn, nhưng những cánh tay người Sài Gòn lại một lần nữa dang rộng, dìu nhau qua dịch bệnh, thật là ấm lòng biết bao. Và câu chuyện đầy cảm động vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.